Chừng nào trả 16 triệu? Ủa em trả chị rồi. Mày trả hồi nào? Đó em xăm chân mày chị trừ nè. Trời ơi, trời ơi, người ta xăm dạo, người ta 160 ngàn là dữ lắm rồi. Mày xăm mày nghĩ sao mà 16 triệu? Nè nó xăm chân mày, tôi về nó lấy 16 triệu nè. À, trời ơi, trên đi.